chào mọi người đi. Xin chào, hello. Xin chào mọi người, hello, hello. Em mình có nhận ra ai không? Có nhận ra tình yêu của em ở phim Nàng Dâu Order không? Hello, xin chào mọi người. Rồi, mọi người sẽ tôi và Thanh Hương sẽ gặp ở một cái phim mới. Đúng rồi. Và hy vọng rằng mọi người sẽ theo dõi và sẽ luôn ủng hộ giữa cặp đôi Trọng Trinh và Thanh Hương. Không hiểu phim này có được yêu nhau nhỉ? Không có chứ. Phim Thư vẫn còn có tình yêu. Nhiều người hỏi anh ấy quá. Mà là anh Việt Anh đâu đây, anh ấy đây rồi. Chào cả nhà đi. Không live stream à? Đâu, không live stream đang quay thôi. Chào cả nhà nhé. À, phim mới này thì cả nhà chưa được tiết lộ và hình ảnh đang phải cho tổng là kiểm soát. Thế nên là chỉ có thể chia sẻ hình ảnh của anh em như này thôi, chân phương này thôi. Sẽ hẹn gặp lại mọi người ở phim trong thời gian tới. TikTok. Xin chào. À, với những ai mà yêu thích phim hình sự của Việt Nam thì không thể. Cuồng Phong là nhận anh em tôi. Đấy, không Hương đánh tôi gần chết. Làm gì? Nhớ không? Em đánh chỉ bay lên giường. Em chỉ thu anh có mỗi một cái thôi mà anh nhớ đến tận dấu phút này. Nhớ chứ. Đó, nhưng mình thấy không? Thực ra thì nhìn thấy hình ảnh các diễn viên trên phim thì nhìn trông có vẻ rất là long lanh, rạng ngời, rồi rất là nhiều cảnh quay rất là đẹp. Thế nhưng mà thực tế ra thì để thực hiện những cái cảnh phim như vậy và để lên được một cái bộ phim như thế thì tất cả các diễn viên trong phim đã phải trải qua rất là nhiều cảnh quay vất vả. Và đặc biệt là với những người mà gọi là phụ nữ như là Thanh Hương hay phải quay ngoài trời nắng nóng như thế này thì không thể nào mà có thể chăm sóc được cái làn da của mình một cách gọi là viên mãn được. Thế nhưng mà trộm vía là da của Thanh Hương rất là đẹp. Đó, và để được cái thế này thì Hương đã phải chăm sóc một cái thời gian rất là dài, hơn một năm trở lại đây. Thì nhà mình cũng biết là Hương có chia sẻ rất là nhiều về cái bộ sản phẩm chăm sóc da, đó chính là Skin IC. Đây, lúc nào Hương cũng cầm theo và Hương để ở trên ô tô như thế này để cho gọi là lúc nào đấy mà mình rảnh rỗi thì mình có thể lấy ra để mình sử dụng. Cái này thì mọi người biết rồi đúng không ạ? Cả bộ của nó có bốn lọ. Đầu tiên là cái sữa tắm kích trắng than hoạt tính lần đầu tiên. Cái thứ hai là cái sữa tắm dùng hàng ngày của Skin IC. Còn đây là cái dưỡng ngày và cái dưỡng đêm. Nhà mình nhìn thấy không ạ? Đó thì em cũng sẽ hướng dẫn lại cho nhà mình bốn cái bước đơn giản nhất trong cái quy trình chăm sóc da, tắm trắng da tại nhà, hoặc là mang đến đoàn phim tắm trắng giống như là em Hương cũng được của Skin IC. Thì cái bước công đoạn đầu tiên đó là một bước tắm trắng bằng than hoạt tính, rất là quan trọng. Bước thứ hai là cái bước dưỡng ngày và dưỡng đêm. Đây, hai cái lọ đây. Thì cả ba combo này thì đều là quan trọng như nhau. Đó, một cái dưỡng ngày thì mình dùng ban ngày để mình chống nắng, và ban đêm thì mình dùng để mình dưỡng da, trắng sáng da. Thế còn là cái chai sữa tắm này thì là để được tặng. Được tặng khi mà nhà mình mua ba combo kia, mua cái than hoạt tính này, mua cái dưỡng ngày dưỡng đêm, nhà mình được tặng free cái chai sữa tắm này, không có mất tiền. Cả một cái combo 4 sản phẩm này chỉ có giá là 1.470.000 thôi. Thì ngay sau đây không làm mất nhiều thời gian của nhà mình, em sẽ hướng dẫn nhà mình công đoạn quan trọng nhất. Sữa tắm kích trắng một bước than hoạt tính đây. Nhà mình lấy một lượng vừa đủ lên trên tay, nhà mình massage giúp cho em Hương như thế này. Để làm sao mà cho cái than hoạt tính này nó thẩm thấu vào da. Người biết là cái carbon than hoạt tính nó rất là đắt, và nó là một cái thành phẩm quý hiếm ở trong thiên nhiên. Không phải là sản phẩm làm đẹp nào họ cũng sử dụng cái kích trắng bằng cái than hoạt tính này. Đó thì ở trong này đã có cái thành phần này, và hoàn toàn là nó được gọi là được kết tủa và được kết tinh bởi tất cả những cái hạt nano siêu phân tử than hoạt tính rất là nhỏ. Và chính bởi vì là cái hạt nano nhỏ như vậy nên nó thẩm thấu vào da rất là nhanh. Bôi một cái là nó đã vào da luôn rồi, láng mịn cái làn da của mình. Đó, như mình thấy không? Đấy, rất là mịn màng này. Những cái phần khỉu tay này đen này, đó phần nào đen là mình bôi vào giúp cho em Hương. Đấy, rồi em để đây để một lát nữa mọi người so sánh hai bên tay, bên có bên không, nhà mình xem nó có khác biệt gì nhau hay không nhá. Rồi massage một chút. Trong cái quá trình massage muốn nói thêm này, mình chờ khoảng 5-10 phút, còn nếu mà ai có thời gian nghỉ dưỡng thì mình chờ 10-15 phút để nó ngấm vào da là tốt nhất. Đó, một bước than hoạt tính này thì cái này tác dụng của nó là thải độc tố này. Đó, thu nhỏ lỗ chân lông này, không có bị làm cho cái vàng cái lông tay của mình này. Đó, lông tay, lông người, lông da, lông chân của mình này. Và khi dùng xong thì nó sẽ không có bị bắt nắng. Bởi vì sao? Cái chỉ số chống nắng là 50 SPF cộng là rất là cao. Cái thành phần có trong Skin AC 100% là thiên nhiên, nguyên liệu thiên nhiên, không có bất cứ một cái chất cấm, chất độc hại nào ảnh hưởng tới da của chúng ta. Đó, không paraben tạo màu tạo mùi này, không chất cấm này. Đó, rồi là không có những cái tế bào ví dụ như là gây ung thư hay là làm ảnh hưởng
hưởng tới da. Rất là nhiều người nói rằng là sau khi dùng rồi trắng rồi thì khi ngưng sử dụng nó có bị đen đi không? Thì xin báo cáo với nhà mình là đen đi thì nó sẽ không đen đi ngay, nhưng nếu như nhà mình dùng thường xuyên thì nó sẽ có cái tác dụng tốt hơn. Và nếu như ai không có nhu cầu thì mình dừng thì cũng không sao cả. Nhưng với là em Hương thì gần 2 năm trở lại đây em Hương đều sử dụng. Và mọi người cũng biết là đây là một cái sản phẩm em Hương đang nhận đại diện độc quyền. Và không phải sản phẩm nào em Hương cũng nhận đại diện độc quyền đâu, phải là sản phẩm uy tín chất lượng như là Skin AC thì em Hương mới sử dụng và mới dám dùng như vậy. Rồi, nhà mình sẽ tẩy cái phần mà da vừa được thải độc bằng cái than hoạt tính này đi. Sau đó thì nhà mình sẽ dưỡng luôn bằng cái kem ngày cho Hương nhé. Đây, Hương làm sạch da cho mọi người xem này. Lau thật là sạch tay đi để so sánh cho mọi người nha. Thực ra thì cứ nghĩ là nó phức tạp và cần phải nhiều thời gian để chăm sóc cho làn da, nhưng không phải là như vậy. Có người thì có thời gian thì mình có để độ tầm 10-15 phút. Còn có những người chúng mình không có thời gian, ví dụ như Hương tranh thủ đi quay phim này thì Hương ngồi Hương chăm sóc da và để là chia sẻ luôn cái kinh nghiệm cho mọi người. Thì nãy giờ thì chỉ mất có độ tầm 5-7 phút thôi là đã có thể có được một cái làn da đẹp rồi. Rồi, lau một lần nữa cho nó sạch hẳn đi này. Rồi, cái tay này là tay vừa được Skin AC bằng một bước than hoạt tính. Tay này không có. Đây, nhà mình có thể so sánh luôn giúp em. Và so sánh luôn cả cái phần này, phần này. Phần này vừa có đúng không ạ? Em vừa bôi cái than hoạt tính vào phần trên tay này, kiểu tay này. Còn phần dưới bắp tay này em Hương không bôi. Mà rõ ràng hai cái này nó khác hẳn màu nhau. Đây, nhà mình có thể nhìn giúp cho em Hương này. Cái này trắng hẳn, còn cái này thì nó hơi ngăm ngăm. Bởi vì em quay từ sáng đến bây giờ là đến tầm trưa rồi. Cái tầm giờ nắng nhất trong ngày đây, 12 giờ trưa là nắng nhất rồi. Đây đang ngồi trong ô tô thì nó mát thôi, chứ ở ngoài kia nắng nóng vỡ đầu ra. Nãy giờ em quay ở trong đoàn là mọi người biết rồi đúng không ạ? Đây, chưa hết đâu. Đây chỉ là bước khởi đầu thôi. Đây mới là bước quan trọng đây này. Đây là body cream, đó là cái kem đêm mình dùng ban đêm. Thì mình dùng bình thường thôi, mình bôi vào xong mình vỗ để mà thẩm thấu và để dưỡng trắng. Còn cái này là mình dùng hàng ngày này. Bởi vì hôm nay là ban ngày nên Hương sẽ sử dụng và Hương sẽ hướng dẫn mọi người dùng cái lotion makeup. Nó thay thế một cái bước như là trang điểm cho cái làn da tay của chúng ta và chống nắng cho da của chúng ta sau khi đã được gọi là tẩy và được làm sạch bằng cái than hoạt tính. Đấy, lấy một lượng vừa đủ thế này thôi, không cần nhiều quá. Vỗ nhẹ giúp em. Trông thế này thôi nhưng một lát nữa nó sẽ ăn hết vào da và trắng hồng hào tự nhiên. Chứ không phải trắng bùng, trắng beo mà trắng kiểu trắng nhà quê đâu nhà mình nha. Đấy, bôi vào giúp cho em Hương này. Bôi đều này. Vài bước thôi là nó đã khác rồi. Đâu có mất nhiều thời gian của nhà mình đâu đúng không ạ? Thì mình tưởng tượng đi, da trắng như thế này mặc cái gì cũng đẹp. Mặc đồ sexy hở ra càng đẹp hơn. Đây. Đây, thế này nha, vỗ nhẹ nha, nhà mình thấy không? Mềm này, mướt này, không bị khô này. Nên là rất là phù hợp với những bạn mà da chúng ta bị khô nứt nẻ. Đó, còn với những bạn mà chúng ta bị đổ dầu da, mình sợ rằng là chị Hương ơi, dùng xong cái xong nó cứ bóng nhẫy nhầy lên ra ngoài nắng, nó đổ mồ hôi ra kinh lắm. Thì yên tâm, cái này nó cũng không hề bị bóng nhẫy. Nó lập tức ăn thẳng vào da luôn, làm cho cái da của chúng ta trắng sáng mịn màng và mướt mải luôn. Cấp ẩm cho da này, đó, cân bằng cái độ pH cho da, thu nhỏ lỗ chân lông cho da. Và chống nắng rất tự nhiên. Chỉ số chống nắng là 50 SPF+, thế nên cái này chống nắng ban ngày cực kỳ là tốt. Đó, thay thế cái chai gọi là chống nắng hàng ngày mà lại vừa là chăm sóc cho da và để gọi là điểm trang cho da. Mặt mình cũng phải trang điểm thì làn da, body của mình, da cơ thể mình cũng phải được trang điểm chứ, đúng không ạ? Bôi vào những chỗ mà hở ra, ví dụ cổ này, nách này, tay này, rồi đùi này, hay là bẹn này, hay là mông này, hay cái phần bikini để mình mặc bikini đi biển, nó cũng rất là sexy và hấp dẫn. Đây thì mình có thể so sánh giúp em. Hai tay, tay có, tay không đây. Tay này vừa có, tay này không đây. Nó khác hẳn nhau một trời một vực luôn. Đó, chỉ cần 5-10 phút thôi là đã đủ để chăm sóc cho da mình thật là đẹp rồi. Đây nha. Cái này đã có Skin AC này, một bước than hoạt tính và cái kem dưỡng ban ngày. Tay này là chưa có. Đó, và bây giờ thì em sẽ bôi luôn cả cái vùng đây, cái này. Cái lotion makeup này là ban ngày, còn bây giờ em sẽ bôi cái tay mà đang gọi chưa có cái gì bằng cái kem đêm để cho nhà mình xem được luôn nha. Ok, kem đêm. Massage.
kem đêm thì nó sẽ trắng, gọi là trắng thẩm thấu vào càng lâu, và nó thẩm thấu mỗi ngày, nó thẩm thấu một chút đó. Còn cái kem ngày thì lập tức là nó sẽ có cái tác dụng lên, còn kem đêm thì cái tác dụng là vừa trắng sáng mà vừa lại dưỡng da nữa. Bởi vì sao, da của chúng ta đến cái tầm mà nắng nóng nó quá là gọi là làm bào mòn da thì nó sẽ bị khô và nó sẽ không có thể tăng sinh cái collagen cho da được. Thì cái này nó làm mềm da, và đặc biệt là mùa đông, mùa đông mà da bị nứt nẻ, bị thô ráp, mình bôi cái này nó mềm da cực kỳ luôn đó. Đây, cái này là ban ngày này, cái này không này đó. Đây nhá, nhà mình nha, đó, mình thấy không ạ? Nhà mình đã có sự so sánh chưa ạ? Rồi, chỉ cần một vài phút thôi là em Hương đã có thể chia sẻ cho mọi người những cái kinh nghiệm của em Hương rồi. Nó đâu có quá là nhiều những cái khắt khe và khó khăn đâu, đúng không ạ? Chỉ có 5 phút thôi, em xin nhắc lại nha. Cả một combo này là bao gồm 4 sản phẩm. Sữa tắm kích trắng một bước than hoạt tính Skin AC, sữa tắm sử dụng hàng ngày của Skin AC, một cái kem ngày và một cái kem đêm. Cả combo 4 sản phẩm này, nhưng mà mình chỉ phải trả tiền có 3 sản phẩm là 1.470.000, được tặng free chai sữa tắm không mất tiền. Được tặng free chai sữa tắm không mất tiền. Một cái combo này bao gồm 4 sản phẩm chăm sóc cho da, vừa là tẩy tế bào da chết cho da này, vừa là thải độc cho da bằng cái bước than hoạt tính này, còn cái kem ngày kem đêm là vừa là để trắng da này, đó, chống nắng cho da, còn buổi đêm thì mình dưỡng trắng chuyên sâu. Đó, tất cả những cái này nó đều có những cái công dụng và chức năng riêng rồi. Thì hy vọng rằng là một vài bước mà Hương chia sẻ thì Hương sẽ hướng dẫn cho mọi người được một cách dễ dàng nhất trong cái việc chăm sóc cho nhà mình. Không có cần cầu kỳ nha, chăm sóc tại nhà cũng được, mang đi spa bảo người ta chăm sóc cho cũng được. Còn với Hương thì Hương đi quay phim, Hương cũng mang theo để Hương chăm sóc cho da của mình. Chính vì như vậy thế nên là đã đi quay rất là nhiều năm rồi mà cái làn da vẫn giữ được cái độ căng bóng mịn màng như thế này. Phải cảm ơn Skin AC rất là nhiều. Và hy vọng là qua cái clip ngày hôm nay thì chúng mình sẽ không phải mua phải những cái hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng bán ở trên mạng tràn lan như vậy, mà cứ Skin AC, hàng chính hãng chúng ta dùng, vừa tốt, vừa rẻ, vừa bền, vừa đẹp nhà mình nha.